Việt Nam chia buồn về vụ khủng bố tại Nga. Việt Nam gửi điện chia buồn đến Nga sau vụ tấn công tại nhà hát ở ngoại ô Moscow khiến nhiều người thiệt mạng, đồng thời lên án mạnh mẽ hành vi tấn công khủng bố. Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gửi điện chia buồn đến Tổng thống Nga Vladimir Putin sau vụ tấn công khủng bố tối ngày 22 tháng 3 tại buổi hòa nhạc ở trung tâm thương mại Krokus, ngoại ô Moscow khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, Bộ Ngoại giao cho biết trong thông cáo hôm nay. Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng đã gửi điện chia buồn đến những người đồng cấp Nga. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết Việt Nam hết sức bàng hoàng khi nhận được thông tin về vụ tấn công khủng bố dã man. Việt Nam lên án mạnh mẽ hành vi tấn công khủng bố dưới mọi hình thức và tin tưởng chắc chắn rằng những kẻ thủ ác sẽ bị trừng trị thích đáng, bà Hằng cho biết. Người phát ngôn cho biết đến nay chưa ghi nhận nạn nhân nào là công dân Việt Nam trong sự việc ở Krokus. Đại sứ quán Việt Nam tại Moscow đang phối hợp với giới chức sở tại theo dõi tình hình, sẵn sàng các biện pháp bảo hộ cần thiết trong trường hợp có công dân Việt Nam gặp nạn. Các thành viên nhà nước Hồi giáo, IS, tự xưng tối ngày 22 tháng 3 nổ súng, ném bom xăng tại sự kiện của ban nhạc Picnic ở nhà hát Kim trung tâm thương mại Krokus tại Krasnogorsk, thành phố tiếp giáp phía tây Moscow, khiến ít nhất 133 người chết và hơn 100 người bị thương. Nhóm khủng bố sau đó lên xe tẩu thoát trước khi lực lượng đặc nhiệm Nga tới hiện trường. Đây là vụ khủng bố đẫm máu nhất ở thủ đô Nga trong 20 năm qua. Liên Hợp Quốc cùng hàng loạt nước đã lên án mạnh mẽ vụ khủng bố. Đại sứ quán Việt Nam tại Moscow khuyến cáo cộng đồng người Việt tại Nga hạn chế có mặt tại những khu vực đông người, thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin và liên hệ ngay với Đại sứ quán khi gặp tình trạng khẩn cấp để được hỗ trợ. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.